đơn nam thứ 3 diễn ra trong ngày hôm nay. Ginting. Cầu ngoài.
Bây giờ sẽ là game đấu thứ hai ở trận đấu tứ kết đơn nam giữa hạt giống số 3 Atonsen cùng với đó là Ginting của Indonesia. Trận đấu đầu tiên đã diễn ra đầy căng thẳng và Ginting giành thắng lợi với điểm số là 21-18.